hay không? Con thường áp lực công việc và rất mệt mà khi về đến nhà chỉ bước vào ba bước chân đã nghe trách móc, rồi ăn cơm cũng nghe cha mẹ trách móc. Nhưng những chuyện rất rất nhỏ và thậm chí con không làm gì sai cũng trách. con cái đôi khi không nghe lời gặp đúng tâm trạng không vui nên con không kiềm chế được đã lớn tiếng với họ và sau đó thấy mình có lỗi rõ ràng từ đầu câu chuyện không phải lỗi ở con mà cuối cùng con lại tự mình ấy nấy vấn đề này đã từ rất lâu đến nay mong thầy chỉ dẫn làm gì trong tình huống này có một vài thông tin mà sự đọc thấy ở trong cái câu hỏi của quý vị đó Uh, thứ nhất ấy, Thường khi mà gặp những cái áp lực Ở trong công việc và trong gia đình Thì cái người chồng Là người có vai trò an ủi Thì người chồng ở đây không đề cập tới Thì nó có hai trường hợp Hoặc đó, là người chồng không làm tròn trách nhiệm Hoặc là quý vị là một bà mẹ đơn thân Mà nếu như mà ở với cha mẹ chồng thì là không nhắc đến cha mẹ chồng mà chỉ dùng cái từ cha mẹ không thôi. Thì nếu mà không nhắc tới cha mẹ chồng thì có nghĩa khả năng phần lớn là quý vị không đang ở với cha mẹ ruột mà không phải cha mẹ chồng. Thì uh, như vậy có thể có thể cái người hỏi câu hỏi này uh, là một cái bà mẹ trẻ rồi có những cái va vấp tuổi trẻ hoặc là cái vấn đề trong hôn nhân ừ, rồi bây giờ trở thành một bà mẹ đơn thân với một những cái đứa con ừ, trong gia đình á thì thường cái người nắm tài chính là người có tiếng nóng thành ra đấy, à, nếu như mà quý vị là cái người mà thu nhập um, chính ở trong gia đình ấy, thì xin thưa nha tôi thấy nhiều gia đình ấy, Ờ, cái người có thu nhập chính là người có tiếng nói và thậm chí là không có ai mà uh, làm nghịch ý người này hết trơn mà khi mình không được như vậy thì có nghĩa là cái thu nhập của mình cũng không có cao thì sư có một lời vài lời đề nghị như thế này mà trong số những cái lời đề nghị đó đó À, nếu như mà thật sự quý vị là bà, một bà mẹ đơn thân, nếu những người đặt câu hỏi này là một bà mẹ đơn thân đang phải ở với cha mẹ ruột và có phiền với những đứa con thì một trong những lời khuyên thì uh, có khi những người này họ sẽ rất dễ cảm thấy là mình cô đơn rồi mình cần một ai đó tâm sự nhưng mà sư không khuyên là đi kiếm chồng nha. giả sử như nếu mà những cái suy luận của sư đúng ý, thì uh, sư không khuyên là đi kiếm một cái ông chồng bởi vì nếu như mà quý vị kiếm một cái người để quý vị chia sẻ thì thực tế mà nói nó chỉ là cái sự chuyển đổi từ cái khổ độc thân sang cái khổ gia, có gia đình thôi chứ không có gì khác nhau hết trơn à, rồi à, nếu mà con mà lỡ là con gái thì mà lấy chồng cha dượng với con riêng của vợ thì nhiều cái nó cũng kẹt lắm à, thành ra thì không có khuyên là đi kiếm chồng mà những lời khuyên của sư như thế này thứ nhất ấy, là mình nên uh, ít muốn biết đủ tức là nên tập nên tập và thường xuyên nhắc nhở mình tự hài lòng với cái hoàn cảnh hiện tại bởi vì ít nhất ấy, là mình còn có cái nhà có thể đó là một căn nhà thuê nhưng ít nhất là mình có nơi để mình đi về nó còn đỡ hơn là mình phải chui dưới gầm cầu ờ, ít nhất là mình có một công việc đàng hoàng còn đỡ hơn những người phụ nữ mà phải bán thân để mà nuôi con sư không có lời gì chê trách những con người đó nhưng mà phải nói là họ phải đi vào cái hoàn cảnh ngặt nghèo lắm không còn con đường nào nữa cùng cực lắm họ mới đi đến con đường đó nhưng ít nhất mình không đến cái mức độ đó mình đã tốt lắm rồi, rồi mình cũng không đến mức là mình phải ngửa tay mình đi ra đường mình ăn xin thì nó cũng đã rất là tốt rồi là mình còn có công việc để mình làm, à, rồi ít nhất là mình còn có cha mẹ, có nhiều người mà sư phải nói là cái tâm lý chung của xã hội này còn có cha mẹ thì không có thấy là nó là một cái điều rất là hạnh phúc cho đến một ngày cha mẹ mất đi thì mình mới thấy làm đau khổ do mình không còn cha mẹ nữa cho nên rất nhiều người ước gì mà còn có cha mẹ mặc dù là cha mẹ cằn nhằn mỗi ngày cũng được nó chỉ cần mà cha mẹ sống lại mà thôi cho nên bây giờ mình còn có cha mẹ nó đã rất là tốt rồi sẽ có một ngày mình muốn như vậy mà không được đâu rồi ít nhất là mình có một đứa con để mình phụ hỷ những áp lực trong công việc Những áp lực trong gia đình Thì ít nhất là mình còn có đứa con Là cái nơi nương tựa à, Sư biết là người phụ nữ Thường họ rất khó Họ đứng một mình Mà họ thường có nơi họ để Họ cần một cái nơi nào đó Thì họ nương tựa Thì với nhiều bà mẹ Thì cái đứa con là nơi để họ nương tựa Là nơi để thủ thủy Ít nhất tụi mình còn có đứa con Nó cũng đã rất là tốt rồi Cho uhm. nên à, Mình nên Học cách hài lòng với hoàn cảnh hiện tại nó cũng bớt đau khổ nhiều lắm bởi vì khi mình không hài lòng thì mình rất dễ dẫn đến bất mãn rồi một điều nữa một cái lời khuyên nữa của sư là gì nên đặt mình vào hoàn cảnh của người khác từ đó mình có thể phát triển cái tâm từ và cái lòng bi mẫn à, ví dụ như thử mình đặt hoàn cảnh của mình vào cái vai trò làm cha làm mẹ cái nếu mình làm cha làm mẹ mà thấy đứa con mình cho có hoàn cảnh như vậy đấy thì mình có buồn phiền hay không và khi mình buồn phiền như vậy thì nếu mà mình có buông ra những cái lời mà cách móc thì có lẽ nó cũng hợp lý thôi bởi vì có khi trong số đó là do cái lỗi của quá khứ bây giờ mình không có lỗi đâu nhưng mà cha mẹ nhìn thấy mình lại nhớ tới cái lỗi cũ rồi gặp những cái chuyện này rồi leo đôi cái chuyện đó ra để mình nói uhm, thì cũng nên hiểu trong cái vai trò của một người làm cha làm mẹ ha rồi mình nên đặt vai trò của mình trong cái vai trò đứa con khi mà cả ngày không có gặp mẹ rồi có khi gặp mẹ đấy ờ, bản thân sư bản thân sư À, cũng từng sống một cái tuổi thơ mà không có gần gũi cha mẹ, bởi vì à, cha mẹ đi làm ăn xa mà sư về ở nhà, có khi à, một năm gặp cha mẹ không được bao nhiêu ngày đâu. thì cái tâm lý của một đứa con mà thiếu cái tình thương, thiếu cái sự gần gũi của cha mẹ nó như thế này, à, nó sẽ có cái nhu cầu lập nũng, tức là nhu cầu hư bởi vì nó nghĩ là à, bình thường không ai chiều chuộng hết nhưng mà khi mà gặp cha mẹ thì khi nó hư thì cha mẹ sẽ chiều chuộng nó à, và nó sẽ được cái sự quan tâm của cha mẹ đó là một cái tâm lý cho nên khi mình hiểu tâm lý của đứa con ấy, thì mình có thể mình uh, tập trung hơn mình lo lắng hơn mình dành cái tình thương nhiều hơn cho nó đặt mình vào vị thế của người khác để từ đó có lòng bi mẫn hiểu tại sao họ làm như vậy và mình có thể phát khởi tâm từ để mình thương tất cả mọi người ha rồi cái lời khuyên thứ ba của sư đó là gì nên thực hành tâm xã đó là hiểu buông đi bỏ mỗi người có nghiệp của mình mình có nghiệp của mình họ có nghiệp của họ mình có nghiệp của mình cha mẹ có nghiệp của cha mẹ, con cái có nghiệp của con cái, mọi chúng sanh có nghiệp. Buồn bớt thì bớt khổ. Cái vấn đề của rất nhiều người đó là họ nhịn, nhưng mà cái nhịn của họ là một cái sự dồn nén. Giống như một cái lò xo nó cứ nén, nó cứ nén, nó cứ nén, rồi cho đến một lúc nào đó nó nén không được nữa thì nó vỡ òa rồi nó bùng ra. Cái vấn đề của sư là gì? Học buông bỏ bỏ đi quên đi tha thứ đi cho đi thì khi mà mình buông như vậy đó mình nhẫn nại nhưng mà những cái sự nhẫn nại đó những cái sự buồn phiền những cái sự lo lắng những cái mà mình tiêu cực mà mình phải nhận mình buông mình bỏ mình buông dần đi mà sư phải nói nha người phụ nữ họ nhẫn thì nó rất là tốt nhưng họ buông thì rất là dở tức là họ có khỏi có khả năng nhẫn nại nhưng họ không có khả năng buông bỏ một cái lỗi có khi 10 năm sau họ vẫn còn nhớ à, cho nên ấy, phải tập cái khả năng buông bỏ này sẽ biết là phụ nữ thì rất khó nhưng phải tập cái đó là cái mà quý vị phải làm và đương nhiên một vài lời khuyên thì sẽ không thể nào làm cho cái đời sống của quý vị tốt liền ngay lập tức được mà phải thực hành thường xuyên thực hành mỗi ngày à, và quý vị có thể hỏi sư là thực hành bao lâu có người thưa quý vị thực hành theo những cái lời khuyên đó trong 8 năm và sau 8 năm thì đương nhiên là nó không thay đổi một cái vèo mà nó thay đổi dần dần và sau đó mọi chuyện nó dần trở nên tốt đẹp à, đương nhiên thời gian đó thì không có uh, cố định tùy theo mỗi người nó sẽ khác nhau nhưng cá sư muốn nói như thế này quý vị phải kiên trì để thay đổi còn nếu không thì đừng nói 8 năm mà 10 năm sau hai chục năm sau nó cũng như vậy thôi mà một cái vấn đề nữa nó có thể tệ hơn nữa đó là gì quý vị như sư nói nó như một cái lò xo những cái áp lực đó đặc biệt là với những người trẻ còn chưa có Va vấp nhiều còn chưa có bị mài nhiều chịu áp lực rất là dở à, thì à, cứ như vậy những cái áp lực đó, nó cứ đổ vào đầu của mình ngày này qua ngày khác việc này qua việc khác có thể dẫn đến một cái chuyện là quý vị nghĩ đến cái chuyện là tự hủy hoại bản thân đó là một điều không có nên nha cho nên Ráng thực hành rèn luyện hàng ngày liên tục và thường xuyên thì sư mong là những cái này nó sẽ giúp cho quý vị được rất là nhiều ừ.